chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nắng nóng gay gắt trên cả nước, nhiều nơi vượt 40 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 tháng 4, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Theo đó, nhiệt độ đo được tại lều khí tượng ở Đông Hà, Quảng Trị 41,4 độ, Ba Tơ, Quảng Ngãi 40,8 độ, Sơn Hòa, Phú Yên 40,1 độ, Phước Long, Bình Phước 39,7 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Có nơi trên 38 độ như Yên Châu, Sơn La 38,9 độ, Tương Dương, Nghệ An 41,2 độ, Tuyên Hóa, Quảng Bình 40,5 độ. Dự báo ngày 26 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Ngày 27 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Cảnh báo từ ngày 28 tháng 4 đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nguyên nhân nắng nóng, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, là do nước ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino và hiện tượng này đã làm cho nhiệt cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cộng thêm giai đoạn này, thời tiết nước ta đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên khả năng cao sẽ gây ra một đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Trong khi đó, tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, cái lớn, cái bé, xâm nhập mặn vẫn tăng đến nửa đầu tháng 5, sau đó giảm dần từ nửa cuối tháng 5. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, chiều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng miền Tây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, miền Tây từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết nắng gay gắt, độ ẩm tương đối phổ biến từ 51 đến 63%, mật độ mây trung bình từ 53 đến 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo những vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Theo Bộ Y tế, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến người dân có thể gặp các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nắng nóng. Cụ thể, trong công văn chiều ngày 3 tháng 4, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cảnh báo, thời gian tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn. Theo Bộ Y tế, qua dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên. Nắng nóng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người lao động. Để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân và phòng chống dịch bệnh trong mùa nắng nóng, Bộ Y tế đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động. Theo Bộ Y tế, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Những người làm việc luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép. Những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường. Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể. Mức độ nhẹ, mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút. Mức độ nặng, đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch, tim đập nhanh, huyết áp tụt và có thể tử vong. Nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển, thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.